Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Hưng Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Minh và anh Trí đến quay cưa cây vú sữa. Thì cây vú sữa này chết khô. Còn nhánh của nó nằm trọn trên mấy ton nhà tắm. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ cưa cây vú sữa chết khô này như thế nào nha. Cả nhà thấy phần gốc của nó cũng đã mục rồi. Anh sẽ leo lên cưa cây vú sữa nha cả nhà. Cả nhà thấy nhà có chặt thân tròn để cây vú sữa nó chết. Dục dây kéo vậy.
này. Rồi. Có gì anh xin lỗi. Tôi quay mệt có những những chó nè. Thôi xin. Mới 12 giờ trưa hôm nay mày. Hộp dây luôn. Hộp dây luôn. Bị cô mở biển tán rồi nè. Lát sao đựng chút cây kia thôi. Nếu mà ngon ngon thì mày cưa bỏ một nhánh đi. Thôi, bỏ đi. Nghĩ được. Trời ơi, cưa xong cái cây rồi mà chưa có được phân nào hết trơn. Có nằm đây đâu? Một mà nằm đây, hai nằm đây. Nằm đây đi. Đổ mấy này tiếp. Xuống dưới nữa.
Xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà.